Quay chưa? Quay rồi. Nhờ. Nào bây giờ là kèo này, cái này là anh lên được 100 cái. Đúng rồi. 100 cái. Kèo như nào? Thì uống bia. Uống bia như nào? Uống bia như nào được? Đây anh Cường đúng không? Ờ. Thì em anh thì tôi không, nhưng mà bởi vì là cái bản chất như này nhá. Bọn em là một team 5 người. Thì nếu mà cuộc 1 triệu mỗi em chỉ mất 200 nghìn thôi. Mình anh chơi một mình anh đã cửa dưới anh mất 1 triệu anh không cân. Anh Cường với anh mà anh cả, anh phải sao đây? Anh Cường cân anh thì vẫn phải vừa phải chia đều quân. Đều quân nhỉ? Ờ. À đây có bao nhiêu? Tôi có 5 người thôi. Thằng này thì không tính được. 5 người không tính được rồi. 5 người tính sao được anh? Bây giờ 5 người thì em ba thôi, em không chơi. Em anh thì. Đồ uống bia đi. Em anh thì. Cho đơn cho 100 nhá. Cố lên trên này 78, 79, 80, 81, 82, 83. 84, 85, 86. Anh chỉ bảo với em là anh ngày xưa anh tập thế 88 nên là cái chuyện này với anh cũng là mũi thôi. 90, 92. Nào bây giờ lại chứ. Nếu mà em lên như anh bao cái 96. Em cũng lên 100 cái như anh. 100. Anh không có nhu cầu. Khuyến mại, anh cũng không có nhu cầu. Này, nếu mà cầm tay như này lên thì nó nặng, nó khó. Đó, cầm cái đầu bảo thế cái gì cho anh. Thôi em ạ. Không cho lật kèo quét mặt đấy. Thua chưa? Không phải, tập như lúc đấy. Bây giờ em Cường anh muốn bật lại phải 150. Nào, kể anh Cường là tập như này đúng không? Tập anh tập như này anh thì gì? Thì nào? Anh ơi, này. Em còn lúc này anh Tiến bảo có cầm thế nào thì anh cũng bảo ok mà. Rồi, bây giờ em phải lên 150. Anh ơi, lên tiếp đi. đúng rồi, anh thử lên xem.